xin chào tất cả cô chú và anh chị em đã đến với kênh Quậy Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay em soạn được mớ đơn hàng như thế này lên đơn cho cô chú và anh chị em mình chế cháo ha. Trước mặt em lại có những cái combo âm ly nữa nè em. Đó, tụ nguồn sò mặt âm ly nha em. Đó, cho anh em mình chế cháo nha em. Đó, với mấy cái lò tivi như thế này. Ok cho anh em. Đó, với khá là nhiều chép nha em. Đó, chép cho anh em mình tha hồ lựa chọn ha. Đó, lò chung, lò bát gì từ lưa tài len nha em. Đó, ok chưa? Mấy cái lò lẻ như vậy nữa ha. Đó, bát 20, 25 gì nè anh em. Đó, ok cho anh em. Đó, quay từ từ cho anh em mình tham khảo ha. Đó, đây cặp vỏ thùng của thằng Calisua ha. Đó, cặp lo của Sony 710S. Cặp chép chợ lờ này. Đó, cặp này của ngay qua một khúc lo này. Cặp vỏ thùng của JBL nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng Boss, con Pioneer. Đó, cặp lo này, con sub Panasonic. Rồi, với mấy cục giữa như thế này nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa. Em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em mình chốt đơn trái cháo ha. Trước khi vào video thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị em mình trên mọi miền tổ quốc một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công cho mọi công việc ha. Đó, clip em lên hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2024 anh em. Đó, lại quay lại cuối tháng anh em. Đó, cuối tháng thì xin chúc cho anh em mình bằng ăn phát tài phát đạt anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa ha. Rồi, mã đầu tiên của em lại lên mấy cái này đi. Đó, lên mấy cái tụ này cho anh em mình chế cháo anh em. Đó, em có 3 cặp tụ như thế này. Đây, tụ này thì là 63W và 10.000 UF nha anh em. Đó, dĩ mạch thì như vậy, rất là bụi, rất là dơ nha anh em. Đó. Một cặp ha. Rồi cặp này thì có gle luôn em. Đó, có gle luôn, gle thì sáng ngờ ha. Đó, con này thì là cũng 63W và 10.000 UF nha anh em. Đó, đây thì để là audio vậy nè anh em. Đó, ok chưa? Còn sáng ngờ ha. Đây, một cặp nữa là hai cặp. Với em có cặp này cũng hơi bé nữa nè anh em. Đó, ok chưa? Con này thì là 50W và 6.800 UF nha anh em. Dĩ mạch thì như thế này, dây nhỏ thì như vậy. Rồi, tình trạng thì em bán hết cái này cho anh em mình về chế cháo làm gì làm nha anh em. Đó, thì em lên mã này. Mã này thì em sẽ nói tiếp với mã cuối vừa rồi luôn. Mã này thì là mã 31 nha anh em. Đó, 31 nè. 31 để hết cho anh em ba cái này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, 100k cho anh em mình về chế cháo nha anh em. Rồi, 31, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em là lên này. Mấy con sò này nha anh em. Đó, mấy con sò này anh em mình thấy người ta hơi chá nha. Đó, thì số má nó như vậy nha anh em. Một chỉ mạch thì 2, 4, 6. Đó, 6 con sò rất là bụi, rất là dơ ha. Miếng nhôm thì bé xinh xinh thôi, hơi mỏng nha anh em. Đó, ok, dĩ mạch thì như vậy. Tình trạng bán mấy con sò này cho anh em mình về chế cháo nha anh em. Đó, 6 con, bên đây 2, 4, 6. 6 con như vậy, dĩ mạch thì ok nha anh em. Đó, chỉ hơi bụi thôi. Thì hết hai dĩ này thì nó là 12 con nha anh em. Rồi, lên giá yêu thương cho anh em mình về lấy linh kiện làm gì làm. Miếng nhôm thì bé xinh xinh thôi, hơi mỏng nha anh em. Rồi, mã này thì là mã 30, 32 nha anh em. Đó, 32, để cặp này cho anh em với giá là 100k luôn em. Đó, cho anh em mình về chế nha anh em. Rồi, 32, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đó, trước mặt em là có cái nguồn khá là to nha anh em. Đó, cái nguồn này khá là to nè. Dây nhỏ thì còn sáng ngờ, các dây thì yêu thương cho anh em mình ha. Cái nguồn này to lắm nha anh em. Đó. Cái con ốc này là bằng lục giác luôn ha. Nè, ok, rất là ok nha anh em. Nè. Dây nhỏ thì rất là còn sáng nha anh em. Đó, đây thì 2 dây, bên đây thì 6 dây. Ok, nguồn này rất là nặng nha. Đó, em đã có cân thử rồi nha anh em. Nguồn này hơn 6 kg ha. Rồi ok, em đo đường kính nè. Con này chiều ngang của nó thì là 22 năm. Ố lộn, 12 năm nha anh em. Đó, 12 năm, cái khoe này không là 7 phân. Đó, rồi luôn nguồn điện thì 11 nha anh em. Đó, chiều đứng của nó thì là 11. Rồi ok cho anh em. Lên giá cái nguồn này cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Rồi, mã này thì là mã 30. 33 nha anh em. Đó, 30 bia. Để cái nguồn này cho anh em với giá là 150k thôi anh em. Đó, giá rất chi là yêu thương cho anh em mình chế cháo nha anh em. Rồi, 33, 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên mấy cái mặt âm ly như vậy. Đó, mặt này thì đấy là BA 8000 vậy nè. Đó, hiệu gì thì anh em mình nhìn cảm nhận nha. Con này còn rất là đẹp ha. Mít thì nó có 4 lỗ mít nè. Rất là đầy đủ nút nha anh em. Đó, không thiếu nút nào. Bên trong thì linh kiện như vậy. Đó, linh kiện như vậy có ok cho anh em, chỉ bụi thôi. Đó, linh kiện rất là ok, rất là dày dặn anh em. Một con ha. Rồi tiếp tục tới con này. Đó, con này thì để gì? Sao đó anh em, BRO 6000A hả? Nút ná thì cũng đầy đủ anh em, 2 lỗ mít thôi. Chỉ hơi dơ anh em. Đó, hơi bụi bặm thôi. Nè, bên trong miếng này bằng nhôm luôn em. Đó, cái mặt này bằng nhôm luôn ha. Bên trong thì như vậy, đó, nó có con IC như vậy nè anh em. Đó, anh em mình nhìn, em nhìn sao em không thấy là IC bao nhiêu anh em. Đó, con y chô này nè, ok chưa? Đó, đây nè, dĩ y chô ở đây nè. Đó, phải là con IC này em nè.
đó, thì em nhìn không có thấy nó là bao nhiêu nghe em. Rồi ok chưa, mạch thì như thế này, nó xanh lè xanh lét, ok chưa, rất là đẹp ha. Rồi em lên cái cặp này cho anh em mình về chế cháo làm gì làm, lấy linh kiện làm gì làm nghe em. Đó hai mặt này cũng còn rất là ok la. Rồi em lên mã này ha, đó mã này thì là mã 30 34 nghe em. Đây 34 để cặp này cho anh em với giá là 150k nghe em. Đó ok cho anh em. Rồi 34 150k đã đi qua, em lại là mã tiếp theo nghe em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên mấy cái lo tivi nghe em. Đó, hôm nay em lên là ba cặp nè, 1 2 3, nó có cái học như vậy nghe em. Đó, lo thì như vậy. Đó, cái mày cái mặt lo, cái mũi lo rất chi là đẹp nghe em. Đó, gân thì gân hung, cái gân thì nó cái lo nó cái gân nó lòi ra ngoài vậy luôn nè em. Đó, ok chưa? Một cặp ha. Cặp này cũng đẹp nè em. Đó, ok cho anh em. Gân thì gân vải nè, cái này gân vải nè em. Cái mũi nhô như lo toàn vải ha. Hai cặp. Rồi cặp này, đó cái mũi cũng nhô như vậy. Đó, gân thì gân vải anh em. Rồi ba cặp thì em đo đường kính nha anh em. Đó. Em đo cái con này trước đi, từ lỗ ốc này tới lỗ ốc kia thì là 16 năm. Chiều này của nó thì là 3 phân, chiều dày của nó thì là 6 phân. Đó, ok. Con này, lỗ ốc kia thì là 15, chiều dày của nó thì là 6 phân, chiều này của nó thì là 3 phân. Đó, con này, lỗ ốc kia thì là 10, ủa lỗ ốc này lỗ ốc kia là ở đây, 23 nha anh em. Đó, chiều dày của nó thì là có 4,5 mà, chiều này của nó 3 phân. Rồi ok, test nhạc anh em. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào thì bán cho anh em mình chế cháo nha anh em. Đó. Em đi qua tủ nha. Rồi, một con khá là tốt. Đó, tiếp tục. Tiếp tục tới con này. Rồi, tốt quá nghe anh em. Đó, hai con là một cặp đã đi qua ha. Tiếp tục tới cặp này. Rồi, tốt nghe anh em. Đó, tiếp tục tới con này. Ây da, dây thì cà lèn nghe anh em. Rồi, tất cả thì em đi qua tụ nghe anh em. Lên nhạc đó. Rồi quá ok, tiếp tục tới cặp cuối cùng nha anh em. Đó, tới cặp cuối cùng coi nó hát hò như thế nào anh em. Rồi, khá ok nha anh em. Đó, rất tốt. Con cuối cùng đi. Rồi, quá ok nha anh em. Đó, thì tất cả hát rất là tốt. Rồi em lên ba cặp này cho anh em mình chế cháo nghịch ngợm làm gì làm nha anh em. Rồi em lên mã này ha. Đó, mã này thì là mã 30, 35 nha anh em. Đó. Mã 35 em để hết ba cặp này cho anh em mình với giá là 35 nè, cho anh em mình với giá là 100k thôi anh em. Đó, 100k thôi cho anh em mình chế cháo nha anh em. Rồi 35 100k đã đi qua, em lại là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên hai cặp lo như vậy nha anh em. Đó, hai cặp lo như vậy, cuôn thì rất là ok nè, mặt mày rất là đẹp nha anh em. Nè, đẹp chưa? Một cặp ha. Rồi cặp này cũng rất là đỉnh nha anh em. Đó, từ đôi nha, cuôn thì như vậy, mặt thì như vậy. Đó, mặt thì giống nhau nha anh em. Đó, nhưng mà rất là đỉnh ha, dày dặn nè, từ thì từ đôi nha anh em. Rồi để em đo đường kính ha. Đó, đường kính con này thì là 5,5 nghe em. Đó, tâm hai lớp thì 7, củ từ thì là 4. Con này giống nhau nghe em. Đó, nhưng mà củ này, củ từ này thì đôi, củ từ nhỏ 3,5, từ lớn thì là 4,5 nghe em. Rồi, ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây. Đó, em sẽ đi qua tủ nghe em. Rồi ok, hát rất tốt. Một con tiếp tục. Rồi ok, tiếp tục cặp này nghe em. Đó. Rất là đẹp, mặt mày rất đẹp nghe em.
Rồi, khá tốt. Con cuối cùng. Rồi, ok anh em. Đó, hát rất tốt, mặt mày rất đẹp, rất là sáng anh em, sáng chói ha. Rồi, ok em sẽ làm mã này anh em. Đó, mã này thì là mã 30, 36 anh em. Đó, hai cặp này em sẽ lên giá cho anh em mình chế cháo nè. Đó, 36, hai cặp này em để cho anh em với giá là 150k anh em. Đó, rất là đẹp, hát rất ok anh em. Rồi, 36, 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên hai cặp này. Đó, cặp này thì mấy lớp trước em cũng có bán hoài nha anh em. Đó, mấy con này em gả trong con Sunmat ra nè. Lo này là lo toàn vải anh em. Ok chưa? Mặt mày thì như thế này nha. Đó, một cặp. Cặp này cũng vậy, ok. Cuôn thì sạch sẽ đẹp đẽ nha. Mặt rất rất là đẹp anh em. Đó, rất đẹp luôn. Rồi, để em đo đường kính thì giống nhau, em đo một con thôi. Con này thì 7 phân, Tam Hai Lóc thì 9 phân, Củ Từ thì 5 phân. Ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây. Đó, em đi qua tụ nha anh em. Rồi, ok cho anh em, hát rất tốt. Đây, tiếp tục. Rồi, khá là ok, quá đỉnh. Đây, tiếp tục, các con lo toàn vải này nghe anh em. Vuột. Rồi, ok cho anh em. Đó, con cuối cùng nha anh em. Đây, cuối cùng. Rồi, đánh lẫm gạo nha anh em. Đó, hai cặp này rất đẹp. Rồi, lên giá yêu thương cho anh em mình chế làm nha anh em. Rồi, hết băng keo luôn. Đó, em sẽ làm mã này ha. Mã này thì là mã 30, 37 nha anh em. 37. Đây 37, để hai cặp này cho anh em với giá là 150k anh em. Đó, cũng là 150k cho anh em mình chế cháo anh em. Rồi 37, 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp này anh em. Cặp này như vậy anh em, từ thì như vậy. Ok chưa? Rất là đẹp anh em. Nè, mặt mày nè, đẹp keng sà beng. Đó, đẹp như mới anh em. Đó, ok cho anh em. Rất là đẹp, gân thì gân vải luôn. Ok, đo đường kính thôi. Con này thì là 8 phân, Tam Hai Lóc của nó thì là 9 phân, Củ Từ của nó thì là 5 phân. Ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào nha anh em. Đây, em sẽ đi qua tụ nha anh em. Rồi, quá là tốt anh em. Đó, rất là ok. Tiếp tục. Rồi, ok cho anh em. Đó, nghe nhất cái nách ha. Đó, đẹp. Đẹp keng sà beng luôn. Lại hát rất ok. Lên giá nha anh em. Đó, mã này thì là mã 30, 38 nha anh em. 38, để cặp này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, cho anh em mình về chế làm gì làm nha anh em. Mặt rất là đẹp, hát rất ok. Rồi, 38, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên hai cặp lo như thế này. Ok cho anh em. Đó, con này thì lại là Sunta hả. Cuôn thì như vậy, sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em. Đó, cuôn rất đẹp, mặt cũng ok. Đó, mặt rất đẹp ha, mũi trắng trắng. Con này thì là 8 ôm, 3 quát nha anh em. Đó, cuôn thì như vậy, ok cho anh em. Đó, cuôn thì rất đẹp ha, mặt thì như vậy nha anh em. Đó, mặt hơi hơi dơ nha anh em, mặt hơi dơ ha. Rồi, ok, em đo đường kính, con này thì là 10 phân nè. Đó, Củ Từ của nó thì là 4,5. Con này thì có 9 phân anh em. Củ Từ của nó thì là 4,5. Ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào nha anh em. Đó, em sẽ đi qua tụ nha. Rồi, khá ok, một con. Đó, hát rất tốt, mặt rất đẹp nha anh em. Tiếp tục tới con này.
Rồi ok, lụm gạo một cặp ha, còn cặp này. Rồi ok cho anh em, đó tiếng rất là sáng cho anh em, đó tiếng rất là ok. Rồi cặp này hát rất là tốt anh em, đó hai cặp này hát rất ok, chỉ có con này hơi mặt hơi xấu xấu thôi, chứ hát rất là đỉnh anh em. Rồi em sẽ làm mã này ha. Đó, mã này thì là mã 30, 39 anh em. Đó, 39 để hai cặp này cho anh em với giá là 120k thôi anh em. Đó, thường thường em bán hai cặp này 150k anh em. Nhưng mà cái mặt này hơi xấu xấu xíu anh em. Đó, nhưng mà hát rất ok. Rồi, hơi xấu xíu thì em bớt cho anh em mình 30k coi như hỗ trợ tiền ship anh em. Rồi, 39, 120k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên là cặp chép như vậy. Cặp chép như vậy anh em. Đó, cool. Đẹp. Đó, mặt đẹp. Từ đẹp. Từ đôi nha anh em. Ok chưa? Từ đôi như thế này. Đó, rất là ok con này. Nè, rất là đẹp nha anh em. Đó, từ thì như vậy. Con này giống con BA với ta, mà không biết phải không. Nhưng mà tình trạng em thấy nè anh em. Đó, chỗ này cái con ốc nó hơi gãy hay gì nè. Đó. Con ốc ở đây thì nó hơi bị gãy hay gì nè. Em thấy nó rung rơ nha anh em. Rung rơ nhẹ nha. Rồi ok, tất cả thì có tụ, em ra đường kính nha. Con này thì là 10 hơn xíu anh em. Đó, từ rồi sức tụ luôn. Từ thì từ đôi nha anh em. Đó, từ thì 7 phân. Ok, từ đôi nha anh em. Sức con tụ ra ngoài luôn. Ok, test nhạc nha anh em. Đó, sức của tụ nó thì em qua tụ em nha anh em. Ok, test nhạc. Rồi ok cho anh em, hát rất tốt ha. Tiếp tục tới con này. Nè đây thì có tụ nó nè, em qua tụ nó nha. Tụ nó thì hơi nhỏ nè, tụ em tới 3.3 nè anh em. Rồi ok cho anh em. Đó thì nó hát như vậy anh em. Tình trạng thì bán giá yêu thương cho anh em mình về chỉnh chọt thêm xíu nữa anh em. Đó con này rất là đỉnh ha. Rồi em sẽ làm mã này ha. Mã này thì là mã 40 anh em. Đó, 40 để cặp này cho anh em với giá là 150k anh em. Từ đôi rất đỉnh anh em. Rồi 40 150k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cặp này anh em. Cặp này của Panasonic ha. Ok chưa? Cool thì như vậy. Đó, cool rất là đẹp anh em. Từ thì từ đôi như vậy. Đó, con này của Panasonic ha. Nhưng tình trạng thì cái gân nó lâu ngày anh em. Đó nó tự tiêu nha. Nè cái gân nó tự tiêu ha. Anh em mình về khắc phục cái gân lại anh em. Đó một con. Con này thì cool như vậy. Đó chuột cạp gâu luôn em. Chuột cạp gâu như vậy luôn. Từ thì từ đôi. Đó cái màng thì hơi bị kiểu giống là nó bị tự tiêu nha anh em. Đó lâu ngày, lâu năm thì nó tiêu. Rồi anh em mình về khắc phục cái màng lại anh em. Đó cái viền nha anh em. Rồi ok con này thì là 11 nè. Đó 11. Củ từ nhỏ thì là 5 phân, củ từ lớn thì là 6 phân hơn xíu anh em. Ok, test nhà coi nó hát hò như thế nào đây. Đó, con này còn dây thì em test con này nha, đi qua tụ anh em. Rồi, ok, quá tốt. Một con. Tiếp tục tới con này. Con này thì nó bị đứt cái gâu nó ra chuột nó cạp cái gâu anh em. Đó còn sát cái này là để em thử thử coi. Đó ok chưa anh em. Rồi quá ok ha. Đó thì tình trạng bán giá yêu thương cho anh em mình về khắc phục làm gì làm con này của ông Bana ha. Rồi lên giá mã này anh em. Đó mã này thì là mã 40, 41 anh em. 41 nè, để cặp này cho anh em với giá là 100k thôi anh em. Đó, giá rất chi thương cho anh em mình về khắc phục sơ sơ nữa là lụm gạo anh em. Rồi 41, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp này. Cặp này của nào ta? Của Sony anh em. Đó. Quá trời bụi bặm, rất là dơ nha anh em. Của Sony ha. Rất là dơ nè, tình trạng thì chuột cạp rồi uổng làm sao ha. Cuôn thì sạch sẽ đẹp đẽ. Đó, cái mặt thì như vậy. Chuột cạp rồi uổng làm sao. Con này của Sony nha anh em. Ok, Sony da băng nè. Đó, ok cho anh em, từ thì từ đôi ha. Quân thì như vậy, mặt thì như vậy anh em. Đó, ok, con này còn rất là đẹp. Anh em mình mua
mua một cặp này về khắc phục một con này, hoặc anh em mình mua về lấy một con này thôi cũng đủ tiền anh em. Đó, em bán giá yêu thương thôi. Ok. Đo đường kính thôi. Con này thì là 17 anh em. Đó, 17. Củ từ của nó từ nhỏ 6,5, từ lớn của nó thì 7,5. Rồi, ok, test nhạc của nó hát hò như thế nào đây. Đó thì em test con này trước anh em. Con này nó chuột cắn cái màng anh em. Nó cái viền thì còn ha. Test nhạc qua tụ anh em. Rồi, ok, hát rất tốt. Tiếp tục tới con này. Rồi, hết nhạc cho qua anh em. Đó, lên cặp này giá yêu thương luôn. Hàng xịn sò của Sony mà chùa cạp rất là uổng anh em. Đó, lên mã này ha. Mã này thì là mã 40, 42 anh em. Đó, 42. Để cặp này cho anh em có giá là 150k thôi anh em. Đó, bán giá bằng một con thôi anh em. Đó, ok chưa? Rồi, 42, 150k đã đi qua. Em lại mã tiếp theo anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên một cái con lo lẻ như vậy anh em. Đó, con này thì nó để là số máy như vậy anh em. 4 ohm 30W gì nè ha. Đó, ok cho anh em. Khung thì như vậy, côn thì như vậy, rất là đẹp. Mặt như vậy anh em. Đó, mặt cũng ok. Nhưng mà có lỗ kim nhỏ chỗ này. Không vấn đề gì anh em. Đó, gân thì gân vải anh em. Ok chưa? Nhân tình trạng cái này nó bị gãy nè anh em. Đó anh em mình về dán là ngang đây ta cũng có dán rồi nè mà nó không có dính anh em. Dán mà kêu nến sao á mà nó không dính nha. Rồi ok để em đo đường kính nha. Con này thì là 15 năm ha. Củ từ của nó ấy gì tâm hai lóc thì 17. Củ từ của nó thì là 8 phân anh em. Con này 8 4 ôm 30W anh em. Ok test nhạc coi nó hát hò như thế nào anh em. Đó em sẽ đi qua tụ anh em. Rồi quá ok nha anh em. Đó hát rất là đỉnh nha anh em. Đó hát rất rất là tốt luôn. Rồi có một con duy nhất nó tiếc làm sao. Rồi lên mã này nha anh em. Mã này thì là mã 40, 43 nha anh em. Đây 43 để con này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó cho anh em mình về chế cháo làm gì làm ha. Rồi 43 100k đã đi qua. Em lên mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cặp này nha anh em. Đó cặp lo như thế này. Ok chưa, mặt mày rất là đẹp nha anh em. Gân thì gân thun ha. Đó, côn thì như vậy, sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em. Đó, rất là ok nè, rất đẹp nha anh em. Từ thì như vậy, một con này. Đó, đẹp nha anh em. Ok chưa? Côn thì như vậy, từ thì như vậy. Đó, nhưng mà tình trạng là anh em, chuột nó cạp cái gâu rồi. Hên làm sao nha anh em? Đó, hên là chưa cạp tới cái màng nha anh em, mới cạp tới cái gâu thôi. Rồi, ok. Đo đường kính nha anh em. Con này thì là 18 phân ha. 18 phân của từ của nó thì là 10 hơn xíu nha anh em. Ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Giờ em sẽ bắt hơi nhỏ một xíu nè. Đó, bắt hơi nhỏ xíu và đi thẳng cho anh em mình nghe coi chắc âm nó như thế nào nha anh em. Đây. Ok, quá tốt. Một con đã đi qua. Tiếp tục tới con này. Ủa con này rồi sao test ta? Rồi dùng tới ra chùm cuối nha anh em. Đó lấy hai cái chân chịu lại. Rồi cố gắng test cho anh em mình nghe coi nó có hát hò gì không. Đây em sẽ đi qua tụ cho đừng cho nó nhảy nha anh em. Rồi chẳng lẽ không hát luôn sao ta. À hát nha anh em. Nè. Rồi ok cho anh em. Đó thì nó hát như vậy nha anh em. Đó, nhưng mà anh em mình về câu nhẹ cái cọng râu nữa là lụm rạo nha anh em. Rồi em lên giá yêu thương cho anh em mình tạo cặp này rất đẹp ha. Rồi mã này thì là mã 40, 44 nha anh em. Đây, 44 để cặp này cho anh em với giá là 150k thôi anh em. Đó, ok chưa? Cho anh em mình về câu nhẹ cái dây nữa là lụm gạo nha anh em. Rồi 44, 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một con như vậy. Đó, một con lo như vậy. Lo này không biết lo của nào, cái từ nó thì thay màu theo năm tháng anh em, xét xẹt ha. Da băng nè anh em. Đó, đây có đóng chữ da băng trong khung luôn anh em. Con này thì khung nhôm anh em, made in da băng. Ok chưa? Nè, số máy thì đóng với khung như vậy. Đó, từ thì như vậy. Cuôn. Cuôn thì như vậy anh em, rất là dơ. Đó, khung thì khung nhôm, mặt thì như vậy. Đó, con này rất là dơ anh em. Đó, bán cho anh em mình về.
khắc phục làm gì làm, có một con duy nhất. Con này thì là 18 năm nè. Đó, 18 năm củ từ của nó. 11 hơn xíu nha em. Ok, test nhạc coi nó hát hò gì không đây. Đó. Ây da, con này khung nhôm nhưng mà rất là nặng từ nè. Rất là dày nha em. Đó, từ rất là dày. Rồi ok, lụm gạo. Đó, nó hát ok nha em. Rồi lên mã này ha. Có một con duy nhất khung nhôm nha em. Rồi mã này thì là mã 40, 45 nha em. 45. Để con này cho anh em với giá là 150k thôi anh em. Đó, khung nhôm dày dặn từ rất là ok nha em. Rồi 45 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp này. Cặp bass 20 nha em. Đó, cặp bass 20, cái mũi hơi lúng nhẹ vậy luôn. Mặt mày rất là ok. Đây cái lỗ kim nhỏ nè. Đó. Mặt mày thì rất là đẹp, mũi thì hơi lúng nhẹ anh em. Đó, côn thì như vậy. Ok chưa anh em? Từ thì như vậy. Ô là la, có tên luôn. Đó, có tên luôn anh em. Rồi, ok. Một con. Con này. Đó, con này thì ok. Mũi thì có sự dáng dáng cái gì anh em. Đó, côn thì như vậy. Đó, từ thì như vậy. Đó, cặp này của anh nào tên Hiếu anh em. Đó, anh Hiếu thì anh nào tên Hiếu vô nhận hàng anh em. Rồi, ok, test nhạc. Ô lộn, đo đường kính. Con này thì là 21 năm ha. 21 năm củ từ thì là 10 hơn xíu anh em. Đó, 10 hơn xíu. Test nhạc thử coi nó hát hò như thế nào đây mà có tên trong này anh em. Ok, test nhạc. Ủa đây em nhận cái coi. Con này chắc cỏ nhẹ hay gì anh em ơi. Nó hát hơn nghe nó lạ lạ sao á. Đây tiếp tục tới con này nha. Rồi con này thì theo em cảm nhận nha anh em. Đó, nó hát thì nó hát nha, nhưng mà nó không được trong. Rồi tình trạng thì em bán cái xác luôn nha anh em. Đó, bán cái xác cho anh em mình có về chỉnh chọt được. Làm gì làm nha anh em. Rồi mã này thì là mã 40, 46 nha anh em ha. Đó, 46 để cặp này cho anh em với giá là 150k thôi anh em ơi. Đó, 150k thôi cho anh em mình về khắc phục lại thêm nha anh em. Rồi 46, 150k đã đi qua. Em lại tiếp tục lên mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên cặp này. Cặp bass 25 nha anh em. Đó, cặp bass 25. Từ thì như vậy. Đó, ok. Gả cho một cặp thùng ra nha anh em. Nhưng mà tình trạng em thấy là cái màng nó không giống nhau rồi. Khung thì tất cả thì giống nhau. Cuôn thì zin nha anh em. Đó, cuôn thì zin. Nè, mặt thì như vậy, không cỏ đâu. Một con ha. Còn cái con này, đó, cuôn cũng zin nha anh em. Ok chưa? Mặt thì như vậy. Đó, ok chưa anh em? Gả cho một các cặp thùng ga, nhưng mà một cuộc đời và hai số phận anh em. Đó, khác nhau anh em. Con này với con này khác nhau, không biết vì cớ làm sao. Ok, khung thì giống nhau, từ giống nhau. Để em đo đường kính cho anh em mình hình dung nè. Con này thì 25 năm ha. Để con này thử coi. Đó, 25 năm y xì anh em. Đó, y xì chứ có khác gì đâu. Đây, củ từ thì là 10 phân. Để em đo thử cái củ từ này coi nhiều. Nè, cũng y chang anh em. Đó, giống chưa anh em. Nhưng mà cái màn khác nhau anh em. Rồi ok, test nhạc. Test nhạc. Đi thẳng anh em. Rồi ok, hát rất tốt. Một con. Đây con này. Rồi ok chưa anh em? Đó, nó hát như vậy nha. Không cỏ đâu, chắc bụi bặm gì đó anh em. Đó thì nó hát như vậy nha. Lên giá yêu thương cho anh em mình. Có tậu được cặp này thì tậu nha anh em. Đó, lên giá yêu thương luôn. Mã này thì là mã 40, 47 nha anh em. Đó, để cặp này cho anh em với giá là 150k luôn anh em. Đó, tình trạng bán cái xác luôn. Hôm nay bán giá dễ chai cho anh em mình luôn. Rồi, 47 150k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cặp này nha anh em. Đó, lên cặp như vậy. Ok chưa? Đẹp can xà beng. Ok, mũi rất là đẹp. Côn zin nha anh em. Từ. Đó, từ rất là đẹp nha anh em. Dày dặn ha. Cặp này đẹp, đẹp can luôn. Đẹp như mới luôn nè. Đó. Anh em mình về vệ sinh nó là sáng chói nha anh em. Đó, nhưng con này em thấy cầu quện nè, mà không biết có làm lại không thì không biết nha anh em. Đó.
Ủa đây đã là Coluia 15W luôn. Ok chưa? Cái màng thì sừ sừ như vậy nha em. Đó. Ok, đo đường kính rồi. Con này thì là 21 nha em. 21, củ từ của nó thì là 11 năm, củ từ khá to. Rồi ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Đi thẳng nha em. Rồi khá ok, rất tốt. Một con, tiếp tục tới con này. Hay da. Rồi lẫm gạo hát rất ok nha em. Đó mặt mày rất đẹp. Rồi em lên cặp này nha em. Đó, lên cặp này cho anh em mình có tậu được thì tậu nghe em. Cặp bát 20 từ 11 luôn em. Rồi mã này thì là mã 40, 48 nghe em. Đó, 48, để cặp này cho anh em có giá là 250k nghe em. Ok chưa? Rồi 48, 250k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nghe em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên cặp này nghe em. Đó, cặp bát 25 như vậy, màn xanh xanh rất là đẹp nghe em. Cool. Ok chưa anh em? Cool rất là đẹp ha. Từ thì như vậy, màn thì như vậy. Ô là la, con này đẹp dữ vậy ta. Đó, đẹp lắm nha anh em. Ok chưa? Nè. Đó, ok chưa anh em? Rất đẹp luôn. Đẹp keng xà beng, không có bàn cãi gì nha anh em. Đó, quá đẹp luôn, không còn từ gì để diễn tả nha anh em. Rồi em đo đường kính đi. Con này thì 25 năm ha. 25 năm, củ từ của nó thì là 11 năm nha anh em. Đó, củ từ 11 năm. Rồi ok, test nhạc đi. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây anh em. Rồi ok, lụm gạo một con. Đây tiếp tục. Rồi quá là tốt anh em ơi. Đó, đẹp mà hát hay. Ok chưa anh em? Đó, chỉ có cặp này thôi anh em. Một cặp duy nhất, đẹp mà hát hay nữa. Đó, anh em mình ngại ngùng không biết tậu là gì anh em. Đó, tậu con này gáp vô cặp thùng là hát rất đỉnh anh em. Rồi em sẽ là mã này ha. Đó, mã này thì là mã 40, 49 anh em. Để cặp này cho anh em với giá là 350k anh em. Hát rất là hay anh em. Rồi 49, 350k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên một cái khúc lo như thế này anh em. Đó, khúc lo này là crown cái gì nè anh em. Đó, bên đây thì một con súp nè. Ok chưa? Đó, bên đây thì công suất của nó nè. Ok chưa anh em? Con này thì AC 110 tới 240. Đó, củ xì và xét sẹt, bụi đất không. Rồi ok chưa anh em? Em ghim nguồn thì nó không có lên. Đó, công tắc thì đây. Ok chưa? Ghim nguồn nó không lên nha anh em. Tình trạng thì còn rất là ok mà không biết vì cớ làm sao ghim nguồn không lên. Để mở bên trong cho anh em mình xem ha. Đó, mở bên trong thì đây. Đây thì có một con chép nữa nè anh em. Đó, công suất của nó thì đây gì. Ok cho anh em. Cái lo bên đây thì gì. Đó ok. Để em test thử cái lo cho anh em mình nghe coi nó hát như thế nào nha anh em. Đó, em test thử ngay chỗ con chép này đây. Ủa phải không ta? Phải test thử ngay con chép không? Đó, em dặn hơi nhỏ xíu đi. Ok nha anh em, test. Đó, ok cho anh em. Hết nhạc. Nè, lên nhạc mới nè. Đó, ok cho anh em. Rồi, ok thì nó hát như vậy nha anh em. Đó, nhưng mà không biết vì cớ làm sao em ấy không có ghim nguồn không lên. Rồi, lên giá cho anh em mình về nghiên cứu chỉnh chọt. Chế cháo làm gì làm. Rồi em lên mã này ha. Đó, mã này thì là mã 50 nha anh em. Đó, 50, để cái con này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, 100k cho anh em mình về nghiên cứu sao nha anh em. Rồi 50, 100k đã đi qua. Em lại mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em lại lên cái cặp này nha anh em. Đó, cặp chép trả lời, chép kèn như vậy, có cái chân như vậy luôn nha anh em. Ok chưa? Rất là bụi bặm nha anh em. Một con. Đây con này cũng vậy, rất là ok nè. Bụi bặm lắm nha anh em. Đó.
Rồi để em đo đường kính cái con này đi. Đo đường kính con này chiều ngang của nó thì là 20 nha anh em. Chiều sâu của nó thì là 15. Chiều đứng của nó có tới cái chân luôn là 13. Rồi ok, để em test nhạc cho nó hát hò như thế nào nha anh em. Đó, test nhạc. Ok. Trong đây thì chắc nó có tủ quá vậy anh em ơi. Rồi, dắt không ăn luôn. Đó, dắt không ăn luôn anh em. Ok. Để em dặn lớn nè. Đó, ok cho anh em. Rồi, một con hát rất ok. Nhiều khi cái giác này nó không được ăn nè. Đó, nó không được ăn gì mấy anh em. Rồi, tiếp tục tới con này. Đâu rồi cọng dây mới thấy. Đây. Cái giác này nó không ăn anh em. Rồi ok nha anh em. Đó, hát rất ok. Rồi em lên cặp này cho anh em mình tậu về làm chép trả lời nha anh em. Rồi mã này ha. Mã này thì là mã 40. Ủa lộn, mã 51 nha anh em. 51. Để cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Rồi ok, 51 150k đã đi qua. Em lên mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em là lên con súp này nha anh em. Đó, con súp này hiệu là Panasonic nha anh em. Ok, cái lỗ hơi thì như vậy. Đó, con súp ở bên trong thì như vậy. Ok cho anh em. Rất là bụi bặm nha. Cái thùng này thì nó hơi bị như vậy anh em. Đó, con này thì là Panasonic nè. Ok. Tình trạng bên trên còn rất là ok ha. Bên dưới thì như vậy nè anh em. Đó. Nó như vậy nè anh em, mình về có khắc phục được thì khắc phục nha anh em. Đó, ok cho anh em. Tình trạng thì nó vậy ha. Giờ anh em mình dán cái này lại. Rồi, ok. Ê, để em đo đường kính đi. Con này á, chiều ngang của nó thì là 15 nè. Chiều sâu của nó thì là 25. Chiều đứng của nó thì là 33 năm nha anh em. Rồi ok, test nhạc thử coi nó có hát hò như thế nào không anh em. Đây, test nhạc. Đó, ok cho anh em. Nè, cái súp quýnh rung rinh trong luôn anh em. Rồi ok, hát rất là ok. Thì tình trạng cái thùng nó hơi bị vậy đó anh em. Đó, anh em mình về có tậu được thì tậu anh em. Rồi em lên mã này ha. Mã này thì là mã 50, 52 anh em. Đây, 52. Để con súp này cho anh em với giá yêu thương thôi anh em. Đó, với giá là 150k thôi cho anh em mình về làm cái thùng lại anh em. Hoặc anh em mình lấy con súp bên trong cũng được đó anh em. Đó thì cái thùng thì nó hơi bị gì nha. Ok cho anh em quay rất là kỹ cho anh em mình xem ha. Rồi em bán thì bằng cái giá cái con súp bên trong thôi. Cái thùng thì anh em mình giờ có khắc phục được thì khắc phục, còn khắc phục được thì mình lấy con súp bên trong anh em. Rồi 52, 150k đã đi qua. Em lên mã tiếp theo anh em. Rồi mã tiếp theo của em là lên này anh em. Đó, lên một khúc này. Con này thì là hiệu là Pioneer anh em. Đó, Pioneer thì như vậy anh em. Ok chưa. Đó, phía sau cái này, cái thùng này còn rất là đẹp anh em. Không bị ghìa đâu nha. Đó, con này ai dám mờ phải không ta. Rồi mờ luôn. Đây, Pioneer như vậy anh em. Đó, công suất cái model hay là gì đó anh em, 30W gì đó anh em. Rồi dây nhợ thì bục nùi gì ha. Rồi ok, để em đo đường kính. Con này chiều ngang của nó thì là 27. Chiều sâu của nó thì là 13. Chiều này của nó thì là 13 năm. Rồi ok cho anh em. Để em test nhạc cho anh em mình nghe coi nó hát hò như thế nào anh em. Đây, test nhạc. Rồi tình trạng nó hát như vậy anh em. Đây để em mở cho anh em mình xem luôn. Em đã biết cái vấn đề của nó rồi đó anh em. Chuột cái cạp hay là cái viền nó bị nứt hết trơn anh em. Đó, không biết là cái viền tự tiêu hay là chuột nó cạp anh em. Ok. Nè, chắc em nghĩ cái viền nó tự tiêu quá anh em. Nè, ok chưa, nó còn cái màng không à. Rất là đẹp ha. Em mở bên trong rồi, con này của Pioneer nha anh em. Đó, Pioneer đúng của nó luôn. Cái viền thì mất tiêu à. Rồi cái viền nó tự mục nên em ăn nè. Em đụng tới đâu là nó rụng tới đó nè. Rồi ok cho anh em. Đó, thì tình trạng nó hát ok. Anh em mình về làm cái viền lại nữa là lụm gạo. Rồi em lên mã này nha anh em. Đó, lên giá yêu thương cho anh em mình tậu cái con này về. Và làm cái viền nhẹ nhẹ nữa là ok hết anh em ha. Rồi,
Mã này thì là mã 50, 53 anh em. Đó, 53. Để con này cho anh em với giá là 100k thôi anh em. Đó, 100k thôi cho anh em mình về khắc phục nha anh em. Rồi 53 100k đã đi qua. Em lại mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái thùng lo như vậy anh em. Đó, có một cái thùng lo như vậy anh em. Ok chưa? Ở đây thì một con chép và một con bát anh em. Đó, tình trạng thấy mờ mờ anh em. Ok chưa? Rất là dơ ha. Ở phía sau thì như vậy. Để là gì karaoke gì đó. 75W gì đó. Maximum 120W gì đó anh em. 8 ôm phải không ta? Rồi ở đây thì nó có ống băng keo luôn. Đó, dắt nhợ thì như vậy, hai cái đầu nó có cái gì ta? Ủa cái này để làm cái gì? À, để mở ra thử coi anh em. Cái này chắc để treo cái gì mà. Ok, đó như vậy anh em, dặn lợi. Rồi, ok. Đó, đo đường kính. Con này chiều ngang của nó thì là 31, chiều sâu của nó thì là 18. Chiều này của nó thì là 21 anh em. Rồi ok, test nhạc đi. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Ok. Rồi ok cho anh em, hát rất tốt nha. Đó, ok, lên giá cho anh em mình có tậu được con này thì tậu nha anh em. Có một con duy nhất ha. Rồi lên mã này ha. Mã này thì là mã 50, 54 anh em. Đó, 54. Để con này cho anh em có giá là 250k nha anh em. Ok chưa? Rồi 54 250k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cặp này nha anh em. Đó, cặp này của ngay qua rất đẹp. Ê, căng thì còn đầy đủ nha anh em. Đó, cặp này đẹp, đẹp hơn cặp vừa rồi ha. Nè, phía sau thì gì? Ok cho anh em. Đó. À, cái gì Tokyo da băng gì đem. Ok chưa? Dây nhỏ thì như vậy. Ok, một con rất đẹp. Con này cũng vậy, ê căng thì uy tín anh em. Đó, có chữ ai qua đàng hoàng nha. Đó, phía sau thì như vậy, dây nhỏ thì rất yêu thương. Rồi ok, đo đường kính anh em ơi. Đó, bán cho anh em mình về làm lo trả lời nha anh em. Con này thì là 13. Chiều ngang 13, chiều sâu của nó thì 20. Chiều đứng của nó thì là 24. Ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào nha anh em. Đó, ok, test nhạc. Đây. Test nhạc anh em. Rồi ok cho anh em. Đó, nó hát như vậy có đỉnh chưa ta. Đây tiếp tục tới con này nha. Rồi khá tốt, quá ok. Lên giá cặp này luôn. Đó, lên cặp này cho anh em mình về làm lo trả lời làm gì làm. Rồi mã này, mã này thì là mã 55 nha anh em. Đó, 55. Để cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó, cho anh em mình về làm lo trả lời nha anh em. Rồi 55, 250k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên cái cặp lo của Sony 710S nha anh em. Tình trạng thì như vậy. Đó, cái căng thì hơi xét nhẹ, cặp lo bên trong em thấy còn rất là ok nha anh em. Đó, rất là ok. Nè, xung quanh cho anh em mình xem dây nhợ thì như vậy. Đó, mấy cái ngàm thì nó còn luôn anh em. Nè, mấy cái ngàm nó còn luôn ha. Ok, một con chỉ hơi dơ thôi, hơi bụi. Anh em mình về vệ sinh lên anh em. Con này, cái căn nó rất là đẹp. Nhưng mà tình trạng em thấy có một cái lỗ nhăm nhăm nhẹ ở trong mình anh em. Đó, trong cái bát này ha, dán nó nhăm nhẹ hay gì rồi. Ok chưa? Ngàm thì còn hết anh em. Tất cả ngàm thì còn anh em. Ok chưa? Đó, rất ok, chỉ hơi dơ, hơi bụi thôi. Rồi, em đo đường kính anh em. Đây, đo đường kính con này thì là 16, chiều ngang, chiều sâu của nó 20, chiều đứng của nó thì là 21. Ok, để em đo thử con bát. Con bát của nó thì là 12 anh em. Rồi ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào anh em. Đây, test nhạc đi. Coi nó hát như thế nào anh em ha. Ok cho anh em. Đó, hát rất là ok. Đó, tiếp tục nha anh em.
Tiếp tục có con này. Ủa, cho mẹ cái kéo ha. Đây, chưa cắt lấy đâu thử nha em. Rồi, đứt dây luôn. Đây, tiếp tục. Hết nhạc. Lên nhạc mới nè. Ok cho anh em, đó hát rất là tốt anh em, đó hát rất ok luôn anh em, mình về vệ sinh nữa là đẹp, sáng chói luôn. Rồi em lên mã này ha, đó mã này thì là mã 50-56 anh em, đó 56 để cặp này cho anh em với giá là 300k anh em, đó cặp Sony 710S anh em. Rồi 56 300k đã đi qua, em lại là mã tiếp theo anh em. Rồi mã tiếp theo các em lại lên cặp này anh em, đó cặp lo này ok chưa, bộ này của Sunmat anh em. A140 gì anh em, tình trạng thì còn rất là đẹp, rất ok, một bát một chép ha, còn rất là đẹp anh em. Mình tậu con này về để nghe nhạc vui vui trong phòng là ok lắm ha. Dây nhợ thì như vậy đó, cái này thì dắt chậm, cái này cái dắt để gắn vào điện thoại đó. Dây này thì ổn phải, cái này là gì, cái này là để câu qua cái lo này, ok cho anh em đó. Còn này thì cái dắt điện thoại, cái này thì dây nguồn điện, thì điện 220, còn rất đẹp ok. Để em đo đường kính cho anh em mình ha. Đó, con này thì chiều ngang của nó 9 phân, chiều sâu của nó thì là 12, chiều đứng của nó thì là 20. Rồi ok, mở nguồn điện thế thì 220 anh em. Đó, bô vơ, ok. Hát anh em nè, ok chưa. Rồi quá tốt anh em. Tắt nó, lên giá yêu thương cho anh em mình. Tậu cặp này để cho phòng nghe nhạc vui vương nha anh em. Rồi mã này thì là mã 50-57 anh em. Đó 57 để cặp này cho anh em với giá là 150k thôi anh em. Đó giá rất thích hợp cho anh em mình tậu về để phòng nghe nhạc anh em. Rồi 57 150k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cái cục giữa như vậy anh em. Đó cục giữa này của ngay qua. Đó, màn hình thì thấy cái mặt em chổng luôn anh em. Đó màn hình thì nút ná đầy đủ, còn ok nha anh em. Đó tất cả nút còn ok. Ở đây thì là hai cái đĩa nè anh em. Đó hai cái đĩa nhỏ nhỏ nha anh em. Nút ná thì còn ok ha. Đây quay xung quanh cho anh em mình xem. Đó còn rất là đẹp, rất là sáng nha anh em. Phía sau thì công suất modem thì ở đây. Đó điện thế thì 100W, 50W. Rồi ok cho anh em. Đó, con này thì rất là ok, nút ná thì như vậy, dây nhợ thì như vậy. Đó không biết vì cớ làm sao, ghim nguồn không có lên nha anh em. Đó, cái đây là Lai Âu nè, Âu X in gì nè anh em. Đó ok, tất cả thì còn rất là ok. Nó ghim nguồn á thì nó có chớp chớp cái đèn ở đây thôi, nó chỉnh không ăn, tất cả thì không biết làm sao luôn. Ở đây có gì nữa ta nè, ok chưa. Đó ở đây nó có nút ná chỉnh gì nữa nè, ok chưa. Rồi mở nguồn màn hình không có lên mà nó chớp chớp thôi. Rồi tình trạng để em đo đường kính cho anh em mình xem ha. Con này á, thì là chiều ngang của nó 24, chiều sâu của nó thì là 29 năm. Đó, chiều đứng của nó như vậy thì là 23 năm. Rồi ok, tình trạng thì bán cái xác cho anh em mình về lấy linh kiện làm gì làm. Rồi em lên mã này ha. Đó, mã này thì là mã 50-58 nha anh em. Đó, 58 để cục này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Bán cái xác cho anh em mình về lấy linh kiện nha anh em. Rồi 58, 150k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em lại lên cái cục này nha anh em. Đó, cục này của thằng Kenworth nè. Ok chưa, Kenworth. Cục này kêu bản gì ta? Dàn bộ hả? Hai khúc chính liền anh em. Đó, nút ná thì còn ok như vậy. Ok cho anh em. Rất là dơ nha. Đó, quay xung quanh cho anh em mình xem. Phía sau thì như vậy. Con này thì 65W nha anh em. Đó, điện thế thì nhiêu? Ủa, con này điện nhiêu ta? À, điện 100W đây nè anh em. Đó, điện 100W. Ok chưa? Nhưng mà dây nhợ nó như vậy rồi, em có thử nha anh em. Nè, nó như vậy tình trạng thì em bắt cái xác nha anh em. Đó, con này cũng khá là nặng. Con này của Kenworth anh em. Rồi để em đo đường kính đi. Đó coi như bán giá chết nha anh em, bán mù nha. Con này chiều ngang nó 27, chiều sâu của nó thì là 25, chiều đứng của nó thì là 20, chiều đứng của nó thì là 18. Rồi ok, nút ná thì còn ok nha anh em. Đó tình trạng thì còn rất là ok, nhưng mà bán cái giá xác nha anh em, nó không có chui, em cũng không biến câu chui thử luôn. Rồi bán giá xác cho anh em mình về lấy linh kiện làm gì làm ha.
Mã này thì là mã 50, 59 anh em. Đó, 59 để cục này cho anh em với giá là 200. 200k thôi anh em ơi. Đó, 200k thôi. Cho anh em mình về lấy linh kiện làm gì làm nha anh em. Rồi, 59, 200k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên cặp vỏ thùng như thế này nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng này thì đã là JBL. Ô là la, cây căng nó mềm dữ người ta. Rồi con dứ thì nó gãy cây căng luôn anh em ơi. Con dứ nó gãy cây căng luôn rồi anh em, mình về chế cháo làm gì làm ha. Mấy cây căng chép thì còn nè. Đó, mặt giữa thì mất tiêu rồi anh em. Bên trong thì sạch sẽ đẹp đẽ ha. Con này có ốc bán keo luôn. Ok chưa? Con trên thì nó cũng hơi mềm mềm anh em. Đó, hơi mềm mềm ha. Rồi ok cho anh em. Mấy cái máy này còn ok. Rồi để quay xung quanh cho anh em mình xem ha. Này có ốc bán keo nha anh em. Bên hông thì như vậy. Đó, đây thì chạy xước da thôi chứ không vô thịt nha anh em. Đó, cái vỏ ngoài thôi nha anh em. Ok chưa? Bên đây thì như vậy. Đó. Phía sau thì dắt cam lo còn cho anh em mình luôn. Đó, ok cho anh em. Mấy cái da này nó bị chốc chốc là chuyện bình thường anh em. Đó. Góc cạnh thì không bị ghè đâu, nó bị chốc da do sự va chạm nha anh em. Đó, vận chuyển va chạm rồi đó. Rồi ok cho anh em. Đó, quay lại mặt trước nha. Rồi để em đo đường kính đi. Con này nó nằm chiều ngang của nó thì là 52, chiều sâu của nó thì là 29.5. Chiều đứng của nó thì là 29. Rồi con bát của nó thì là 25 nha anh em. Đó, 25 và hai con chép 10 phân nha anh em. Đó, một con chép đơm và một con chép giấy. Bên đây chép giấy, bên đây chép đơm nè, hai con 10 phân, con giữa thì 25. Rồi ok. Nó không có cây căng dưới nha anh em. Nè, cái cây căng dưới nó bị bể mẻ, gãy gì đâu mất tiêu rồi anh em. Đó, còn cái cây căng trên mà nó cũng hơi mềm mềm nữa nè. Anh em mình về khắc phục nha anh em. Lên giá yêu thương cho anh em mình khắc phục lại nha anh em. Rồi mã này thì là mã 60 ha. 60 để cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, 200k cho anh em mình về chế cháo này thêm nha anh em. Cặp vỏ thùng này còn rất là ổn ha. Rồi 60, 200k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cặp vỏ thùng nữa nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng này là nó lại là hiệu là Boss nha anh em. Ok chưa? Mấy cái mặt này cũng còn ok nè. Tình trạng thì cái da nó hơi bị chóc chóc rồi nha anh em. Đó, bên trên thì như vậy. Phía sau nè, cái da nó bị chóc chóc như vậy nè anh em. Đó. Phía sau thì dắt cam lo còn luôn. Đây thì có đóng chữ luôn nè anh em. Đó, đóng chữ ở đây luôn. Rồi ok chưa? Thì ở đây thì chép nó vậy anh em. Đó, chép ở đây 6 phân, ở đây 6 phân. Rồi ok, con này thì nó bị chóc chóc cái da nghe, để em dở lên cho anh em mình xem nè. Đó, nó bị chóc cái da như vậy nha. Chóc cái da chứ không có ăn cho thịt anh em. Đó, anh em mình về dán cái da nữa là lụm rạo. Da ngoài thì nó hơi xấu anh em. Đó, ok chưa? Tất cả thì còn rất là ok, chỉ cái da nó hơi chóc thôi. Anh em mình về dán cái da lại ha. Đặc biệt cái điều là cái căn nó rất là đẹp anh em. Nè, cái căn nó rất là đẹp. Không có bị chày xước ở đâu hết. Rồi ok, để em mở ra cho anh em mình xem. Xem bên trong anh em. Đó, bên trong thì như vậy. Ok cho anh em. Đó, ê căng thì như vậy. Con trên mở được không ta? Đó, có một tay được nè. Ok. Đó. Bên trong thì như vậy anh em. Ê căng thì rất là uy tín. Rồi để em đo cái con bát của nó có bao nhiêu. Con này của nó 21 anh em. Đó, con bát 21, hai cái chép 6 phân anh em. Đó. Bên trong thì rất là bụi. Rồi, lên giá cặp này nha anh em. Đó, lên giá cặp này yêu thương cho anh em mình về dán cái da lại nè. Rồi, mã này thì là mã 60, 61 nha anh em. Đó, để cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, cho anh em mình về dán cái da sơ sơ nữa là lụm gạo nha anh em. Rồi, 61, 200k đã đi qua. Em lại là mã tiếp theo nha anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên cặp vỏ thùng nữa nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng này rất ok nha anh em. Con này thì hiệu là Calisua. Tình trạng cái căng rất là đẹp nha anh em. Đó, chẳng những cây căng đẹp mà cặp thùng cũng đẹp nữa anh em. Đó, quá chừng là đẹp anh em. Đó, anh em mình mua cặp này về là gáp vô là hát thôi. Không cần sửa chữa khắc phục gì nữa anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ok cho anh em. Đó, phía sau thì để ra đây là cái tem nó bằng gì ta? Tem bằng nhôm luôn, cái gì anh em ơi. Không biết phải bằng nhôm không. Đó, đây là nó để là Vũ Hải gì nè anh em. Dắt chạm lo thì còn cho anh em luôn nha. Góc cạnh thì còn rất ok. Đó, lỗ hơ thì như vậy. Ok cho anh em, đẹp dữ lắm anh em. Đó, quay cận cảnh cho anh em mình xem nha. Chỗ này thì có qua chạm nhẹ xíu nè. Đó, bị chốc nhẹ thôi, không vấn đề gì anh em. Đó, ok cho anh em. Góc cạnh thì rất là đẹp ha. Nó hơi mờ luôn. Rồi, quay mặt trước, đo đường kính đi. Bên trên cũng rất là đẹp nha anh em. Đo đường kính con này ha. Chiều ngang của nó thì là 25 năm. Chiều sâu của nó thì là 29. Chiều đứng của nó thì 54 nha anh em. Đó, chiều đứng của nó thì là 54. Rồi ok, để em mở cái căn ra cho anh em mình xem bên trong. Cái căn nó cũng còn chất lượng nha anh em. Ok chưa, đó. Nè, cái căn nó như vậy. Bên trong thì rất là sạch nha anh em. Con này thì 3 đường tiếng.
một bát nè, một chung và một á lộn, một bát nè, một chung, một chép nha anh em. Đó, ok, bên trong thì rất là sạch nha anh em. Rồi, đo đường kính thôi. Con này á thì bát của nó thì nhiêu ta? Lọt lòng của nó vậy thì 20 nè anh em. Đó. Mà cái này nó có cái viền ngoài nữa thì chắc 20 21 gì cũng được anh em, 21 năm gì đó. Lọt lòng vậy thì 20 nè anh em. Đó, em đo như vậy rất là kỹ chứ anh em. Rồi, con chung. Con chung lọt lòng 13, con chép này thì là 10 phân. Rồi, vậy nghe anh em. Ok chưa? Để em mở thử con bên đây coi được chưa? Được không? Đó, được luôn anh em. Bên trong thì sạch sẽ lắm nghe anh em. Đó, con này nói chung là rất là đẹp. Anh em mình mua về là gáp vô là hát thôi, không cần phải khắc phục sửa chữa gì chân anh em. Con này còn rất là đẹp luôn ha. Rồi, em lên mã này ha. Mã này thì là mã 60, 12 anh em. Đó, 62. Để cặp vỏ thùng này cho anh em với giá là 300k nghe anh em. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, ok cho anh em. 62, 300k nghe anh em. Cũng là mã cuối cùng luôn ha. Thì tất cả sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản nghe anh em. Đó, chuyển khoản đủ em mới gửi hàng nghe anh em. Chuyển khoản đủ không bao ship nghe anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa, em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, bye bye.